À, bạn tên là Mi Trí. Năm nay tôi 4 tuổi, tôi học lớp lớp tomato chuẩn mầm non little seed. Hôm nay tôi đọc họ báo cáo và nhà trống cho các bạn nghe nhá. Họ và cá và nhà trống, ngày chuyện ngày xưa tám có như nhà mà rú, còn họ có như nhà bạn ban. Cá có nhu nhà bàn bàn, con thỏ có nhu nhà bàn rổ. Một phần đến, cắt tan ra hành nước, cao cho nhà họ sửa, xin sửa nhờ, rồi đuổi họ nuôi ra khỏi nhà. Xong rồi, họ nhồi dốc cây buồn, có một bầy chó đi qua, vì bầy chó hỏi, sao mà cậu nhìn đây, sao mà tôi khóc được. Cá có nhu nhà mà rú, còn tôi có nhu nhà bàn bàn. Cá có nhu nhà bàn bàn, cá có nhu nhà bàn bàn, còn tôi có nhu nhà mà rú. Rồi xuân đến, cá to nó hơn nước. Xong rồi, cá sang nhà tôi xin sửa nhu, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Hôm sau, để tôi, xong rồi họ dẫn chó đi nhà họ, rồi chó cáo kia ra nhà không, cáo kia ra đi không, ta sẽ đánh người ta mà nhảy ra đây thì chúng mày tan sát. Xong rồi bầy chó sợ, rồi bầy chó chạy ra. Xong rồi họ vô nhồi dốc cây buồn. Xong rồi ba dấu đi qua thì ba dấu hỏi tại sao mà cháu ở đây hát, tại sao mà tôi hát được. Cáo như nhà bàn rúa, còn tôi có như nhà bàn cáo có như nhà bàn bàn, còn tôi có như nhà bàn rúa. Rồi xanh đến cái ta nhà hà nhuất. Xong rồi cáo xin là tôi sửa nhờ, xin sửa nhờ, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Không sao, để tôi không không làm được đâu, bầy chó cũng không làm được. Không sao, tôi vẫn làm được mà. Xong rồi họ dẫn bắt dấu sang nhà họ. Xong chó cáo kia ra nhai không, ta sẽ đánh ngươi, ta mình nhảy ra đây thì chú mày tai sát. Xong rồi bắt dấu sợ có bắt dấu chạy đi, có một nhà trống đi qua thì bắt nhà trống hỏi tại sao mà cậu người đây, tại sao mà tôi hát được. Cáo như nhà bàn bàn, còn tôi có như nhà bàn rúa. Mùa xuân đến nhà cấp ta nhá hà nhuất. Xong rồi cáo sang nhà tôi sửa nhờ, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Không, tôi sẽ giúp bạn. Không đâu, bày chó với bác dấu không làm được đâu, mà cậu cũng không làm được đâu, mà cậu cũng không làm được đâu, tôi làm được mà. Xong rồi họ dẫn nhà trống đi sang nhà cáo. Cáo đi tìm cáo nhận ai, cáo ở đâu ra nhai. Xong rồi cáo sợ, chờ tôi một chút, tôi mà còn đã. Xong rồi cáo đi tìm cáo lên ai, cáo ở đâu ra nhau nhai, chờ tôi chút, tôi mặc bông nạ. Xong rồi cáo chạy đi. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Tôi chào tất cả các bạn. Tôi là Mỹ Trí, năm nay tôi 4 tuổi. Tôi học lớp tomato chuyên little seed chuyên mầm non. Hôm nay tôi xin kể câu chuyện bồ dốc. Câu chuyện bắt đầu. Cậu bé bồ dốc rất nhiều yêu nè, bạn ấy rất khéo tay, bạn ấy rất nhiều tình yêu, bạn hai của bạn ấy rất tuyệt. Nhưng mà mọi người cứ mất yêu điểm của bồ dốc, họ chỉ chú ý một điều, đó là bồ dốc bé nhỏ, bao giờ cô mới cao lên được đây. Ha, bồ dốc lùn, bồ dốc nhau lùn. Lúc nào, bồ dốc cũng để chưa.
làm chiều cao của bạn ấy. Thôi bọn ơi các bạn, bạn ấy hãy chú ý với các bạn, làm với các bạn. Hôm nào tụi thế, may mà bà bây giờ suối, có cả mọi thứ đã thay đổi. À, có cả mọi thứ đã thay đổi. Và bây giờ nhớ yêu quý bố giáo và đọc chuyện cho bố giáo nha. Khi cần tìm mà hai chơi đường cùng bố giáo, khi cần tìm mà ai thì ba hỏi bố giáo béo bằng của ba đâu rồi nhỉ. Bà bây giờ phát hiện ra yêu đi, phát hiện ra các yêu điểm của bố giáo. Mà bây giờ xem bố giáo nhưng cũng rất xấu, nhưng cũng rất tự hào. Mà bố giáp hát cho bà bây giờ nha. Xếp hình cùng bố giáp giờ mình hát cho bà bây giờ xong rồi nằm chiều cao của bạn ấy. Mà bố giáp chạy nhanh như hát để cao như hát, chứ hẻ cũng không kéo gì như hát. Bố giáp còn ngày trở nên dũng cảm. Xong rồi không điểm chú ý của mọi người, không là nó bóng dáng bé nhỏ nữa, à không mất. Xong rồi bờ dốc em tự tin. Xong rồi bờ dốc nào học là hết chưa mọi người, nghe câu chuyện đấy là hết rồi. Hãy subscribe.